Bài số 2 ta cùng nghiên cứu như sau. Cho N và dãy A1, A2, AN đưa ra màn hình, tức là đưa ra, bỏ chữ màn hình nhé, vị trí của số lớn nhất, vị trí của số nhỏ nhất trong màn. Trong màn. Đưa ra các vị trí của số lớn nhất, phải các vị trí của số nhỏ nhất trong màn. Ví dụ như N bằng 4, số lớn nhất là số 5, vị trí của nó là vị trí thứ hai. Số nhỏ nhất là số 1, vị trí của nó là 3. Để ta thử một test khác nhé, ta có 6 phân tử. Đấy chẳng hạn. Cái này ta cho thành hai dòng đi. Cái bài này thầy đẩy nó sang trang mới cho nó dễ nhìn các bạn nhé. Với test này thì nó dòng thứ nhất nó đưa ra cái gì? Xin mời An nào, qua lại cho thầy biết. Dòng thứ nhất, vị trí của số lớn nhất trong dãy số này, dòng thứ nhất đó là những vị trí nào? Để trả lời câu hỏi đấy thì Vinh trả, à quên, An trả lời cho thầy câu hỏi. Với dãy số này giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu? Bật cửa sổ chat nhé. Giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Rồi, rất chính xác. Vị trí của số 3 này nó là số 3 đầu tiên, vị trí của số lớn nhất số 3 đầu tiên, vị trí của nó là bao nhiêu? Nó là A mấy? Rồi, chính xác, A1. Số 3 kế tiếp nó là A mấy? Nhanh. Chính xác, A5. Đấy, như vậy đây là vị trí đạt giá trị lớn nhất. Vị trí đạt giá trị nhỏ nhất là mấy với mấy? Comment luôn cho thầy. Rồi, vị trí 3 và vị trí 4. Rồi, rất tuyệt vời ấy. Vậy thì thuật toán của bài toán này thì An cho thầy biết bước 1 ta sẽ phải cần tìm cái gì? Đề bài yêu cầu là đưa ra vị trí của số lớn nhất, vị trí của số nhỏ nhất trong dãy số. Vậy bước đầu tiên ta cần phải tìm cái gì trước đã? Chính xác, ta tìm số lớn nhất, gọi là tìm giá trị lớn nhất. Vậy thì ta tìm giá trị lớn nhất chính là thằng R max khi nãy nha. Sau đó ta kế tiếp ta tìm giá trị nhỏ nhất là thằng R min khi nãy. Rồi bây giờ ta thực hiện về tiếp việc đó là đưa ra các vị trí. Vậy thì ta sẽ phải làm gì? Bây giờ thầy thế yêu cầu là đưa ra vị trí của số lớn nhất thì ta sẽ cần làm như thế nào? Ta for như thế nào? Ta for y chạy từ đâu đến đâu? À nào, nhanh. Ta for y chạy từ đâu đến đâu? Chính xác, for y chạy từ 1 cho đến n. Rồi. Duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số, nếu thằng thứ y có giá trị bằng r max thì ta đưa chỉ số của phần tử nó ra, đó chính là giá trị y. Vậy chỗ này ta ghi if gì? If gì nhỉ? Điều kiện gì? Duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu AI là giá trị lớn nhất thì đưa chỉ số y ra. Vậy AI là giá trị lớn nhất thì ta sẽ viết như thế nào? An, nhanh tay. AI là giá trị lớn nhất
thì chứng tỏ AI sẽ bằng gì? Bằng gì? Bây giờ người ta yêu cầu hỏi là AI là giá trị lớn nhất, vậy nó phải là thằng thằng R nhỉ? À, chính xác, nó là thằng R max. Còn R, R min của mình nó là giá trị nhỏ nhất mà. Nếu AI bằng giá trị R max thì chứng tỏ thằng AI đó chính là giá trị lớn nhất. Vậy thì người ta yêu cầu là đưa chỉ số của nó ra. Nếu AI là giá trị thì Y sẽ được gọi là chỉ số. Vậy thì chỉ số hay còn gọi là vị trí. Vậy thì mình sẽ cao thằng chỉ số Y ra. Thêm dấu cách cho nó ngầu. Đấy. Sau khi thực hiện xong công việc này, cái ta thu được là vị trí các phần tử đạt giá trị lớn nhất. Ok. Sau ta cao xuống dòng. Cao xuống dòng, các bạn cao dòng endline nhé, Rồi kế tiếp. Bây ta lại tương tự như vậy, ta làm cái công việc là đưa ra vị trí các phần tử đạt giá trị nhỏ nhất. Vậy thì cần thầy chỗ này thầy cần phải làm gì An à? Thầy sẽ for từ đâu đến đâu? Phải for lại từ đầu nhé. Cái vòng for trên này nó đã kết thúc rồi nhé. Vậy chỗ này ta for lại từ đầu, for từ đâu đến đến đâu? Đúng rồi, for y chạy từ 1 cho tới n. Rồi, nếu nếu gì? Cái dòng nếu ta chuẩn bị viết đó là nếu AI là giá trị nhỏ nhất bằng giá trị nhỏ nhất thì đưa chỉ số Y ra. Vậy chỗ này ta sẽ phải viết như thế nào? Thầy tin chắc các bạn khác cũng đã có câu trả lời của riêng mình. Nhưng An, comment mạnh dạn đi em. Chỗ này ta sẽ phải viết gì? Được cái rất lạ là cứ hôm nào thầy dạy các bạn là nhà hàng xóm họ lại hát karaoke. Nên vừa vừa dạy các bạn vừa được nghe karaoke miễn phí. Có mấy bác thợ xây lại hát karaoke nhưng mà hát rất hay. Nào, xin mời An. Đúng rồi, chính xác. Nếu AI bằng min, bằng thằng R min. Tương tự như vậy thì ta sẽ cao chỉ số của nó ra. Chỉ số hay còn gọi là vị trí của nó ra. Nha. Vậy thì vậy cái công việc này ta sẽ thực hiện, ý nghĩa của nó là đi từ đầu số, đầu dãy số đến cuối dãy số, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì đưa vị trí của nó ra. Đây, đi từ đầu dãy số đến cuối dãy số, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì đưa nó ra. Đấy. Như vậy thì ta đã giải quyết được cái bài toán đó là đưa ra vị trí của các số lớn nhất và vị trí của các số nhỏ nhất trong mảng bằng các bước. Bước 1 tìm giá trị lớn nhất, bước tìm giá trị nhỏ nhất. Sau đó ta duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu AI mà bằng giá trị lớn nhất thì đưa vị trí của nó ra là Y. Tương tự như vậy, ta lại phải duyệt lại từ đầu. Duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu AI mà bằng thằng R min, tức là nó bằng vị trí nhỏ nhất thì ta đưa vị trí của nó ra. Mở rộng bài toán này, người ta yêu cầu là đếm số lượng phần tử đạt giá trị lớn nhất. Rồi đếm số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ nhất. Ta thấy rằng số lượng giá trị lớn nhất ở đây là 1. Có giá trị lớn nhất bằng 5 và số 5 xuất hiện một lần. Số 1 cũng xuất hiện là giá trị nhỏ nhất và xuất hiện là một lần. Nhưng với test này chẳng hạn, giá trị lớn nhất là 3, xuất hiện 2 lần. Giá trị nhỏ nhất là 1, xuất hiện 2 lần. Vậy thì muốn làm được việc đấy thì ta có thể thực hiện thay vì việc đưa chỉ số y ra thì ta sẽ tăng biến đếm lên, biến D1 chẳng hạn. D1 ban đầu khởi tạo bằng 0. Cho y chạy từ 1 đến n, nếu AI bằng R max thì ta D1 cộng cộng. Tức là ta tăng số lượng biến R max ra. À, số lượng cái thằng AI có giá trị bằng R max. Tương tự như vậy ta khởi tạo D2 bằng 0 ở đây.
Đây, chờ đợi, trước vòng lập for này, nếu AI bằng Rmin thì D2 cộng cộng. Sau vòng lập for này thì mình xe out thằng D1 và D2 ra, trong đó D1 là số lượng thằng phần tử đạt giá trị lớn nhất, D2 là số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ nhất. Nếu mà người ta yêu cầu tìm đưa ra nhỏ nhất, đưa ra lớn nhất nữa thì các bạn có hoàn toàn đưa ra được. Đấy. Đó là mở rộng của cái bài toán này. Vậy bây giờ trên đây là mô hình của bài toán này và các bạn sẽ thực hiện cài đặt chương trình theo mô hình bài toán trên.